Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà một căn nhà một trệt hai lầu sân thượng. Hiện trạng thì bao gồm 4 phòng ngủ, 5 WC, phòng thờ, phòng khách đầy đủ. Đường trước lô đất hiện tại của mình nó là đường 4m, ô tô ra vào vô tư. Hẻm một sẹt đường số 48, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Diện tích ngôi nhà của mình nó là ngang 4m16, dài gần 18m, diện tích công nhận nó là 74,2m. Hiện trạng nó là một trệt hai lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 5 WC. Rồi, chúng ta cùng vào tham quan bên trong ạ. Tầng trệt thì bao gồm có gara ô tô này, ô tô có thể ra vào vô tư. Phòng khách, bếp, toilet này đã có sẵn là phòng bếp này. Nội thất thì cao cấp. Tầng 2 và tầng 3 thì mỗi tầng có được hai phòng ngủ riêng biệt. Từ vị trí ngôi nhà của mình ra mặt tiền đường 48/3 chỉ có 50m. Ngay nút giao đường 48 với đường 49 ra mặt tiền đường Hiệp Bình, chợ Hiệp Bình, đường Phạm Văn Đồng, trung tâm thương mại Gigamon. Từ 3 đến 5 phút di chuyển thuận tiện đi đến tất cả những vị trí xung quanh. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản của họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh bất động sản Mộc Họ Real để đón nhận cho mình thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình những kênh đầu tư cũng như là nơi an cư tốt nhất ạ. Sân thượng thì có sân thượng trước sau. Phòng thờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo ạ.